để góp vui cho tinh thần của những chị em đã lâu nay quá cổng. Đến kia gì là mà chạy không đây, cái nước. Ấy là chạy hết bọc rồi, thì qua nước nào. Hôm nay người đại diện chính của chương trình bánh xe hôm nay đó là anh Nguyễn Hữu Quốc đến từ sông Mê Công. Và đây là chương trình xay bột làm bánh xèo. Ô dạ. Anh Quốc là để chuẩn bị cho có năng lượng xay bột. Sáng giờ anh Quốc uống toàn bò húc và đường ngọt. Phật đó là như anh Phật á, Phật. Nhân tâm đâu. Xoay nữa đi anh. Vâng đây. Đây là cái này bắn súng bọc có lẫn mình cầu chạm cái lẫn súng nước. Từ từ là nó sẽ xuống. Nước không cũng cũng kệ ha, không có thời đi. Không hiểu không kệ ha. Vâng, đây công đoàn để làm bánh xèo cả một quá trình và xuất phát từ chỗ Ấn Quốc. Sài bút. Mà muốn thấy lộn đâu, muốn thề đi lộn chết à. Mà bác đây chứ đâu. Vâng, và đây mà... Lý mời nhẹ đó. Có những người là... Hỗ trợ. Hỗ trợ là quay đấy, quay chạy phụ nữ đấy. Rồi, ok, đấy là chuỗi rừng được chuyển từ Trần Đình. Những phụ nữ, những... Vâng. Có bột rồi mà không có thịt thì... Hello chị Thắng. Vâng, vâng, một người phụ nữ rất là đảm đang của xóm. Kiệt 221 ok quý vị. Vâng. Có hai người phụ nữ đang ngồi sắt rau ở đây không biết là vâng chị đang làm gì đấy ạ. Xin hỏi chị áo hồng, em ghiền nhất là chị áo hồng. Chị áo hồng đang làm cái gì đấy ạ? Xúc động quá. Chị áo hồng không nói được gì. Vâng. Chị đang làm cái gì chị? Em thì em nhìn ảo em biết chứ còn em nhìn rau là em không biết nghe. Vâng, có những người đây quý vị U 70. Vâng, đã lấy một kiếm củi từ rừng đây quý vị ơi. Rồi. Vâng, và mục đích chính cuối cùng để hình thành bánh xèo thì không thể qua công đoàn của anh đang xay cối ở đây. Qua ống kính anh này anh đang ăn say mạnh hơn bình thường là anh rất yếu. Vì sáng giờ anh uống toàn là nước ngọt không. Vâng, đây là công đoàn bắt đầu các anh chị ơi. Tí nữa là hình thành bánh xèo thì ngoài tôm này, thịt mỡ này, trứng cút này, vì sáng giờ chỉ thấy ba món đó thôi và bây giờ là rau này.